Hồng Vân và Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Nguyên Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản, được phát sóng vào lúc 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã đồng hành với chương trình. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Detox không khí từ trong ra ngoài. Em là giám đốc của một trung tâm nha khoa thẩm mỹ. Và em đã từng trải qua một lần đò rồi. Cộng theo đó là bên gia đình chồng là không ủng hộ, tạo nhiều cái rào cản. Em trầm cảm trong vòng 2 tháng. Em đã từng tự tử luôn. Em chỉ cần một cái người là đủ cảm thông. Những cái thời điểm mà mình đôi lúc mình muốn làm đúng nhưng mà cũng có thể đôi khi nó lại cho mình sai. Cái trường hợp đó là ý như anh không làm được điều đó không phải là do anh không muốn làm, mà là do là gặp một cái số trắc trở nào đó. Tức là phải đủ tinh tế, đủ bao dung cho người đàn ông mình một tí. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở trên sân khấu rồi, chúng ta chỉ cách nhau cái rào thôi. Mời nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe. Dạ em tên xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Văn Phú, năm nay 30 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Phú làm công việc gì Phú? Dạ em làm bên mảng kinh doanh về cái mặt hàng băng keo, băng dính. Phú quê ở đâu? Dạ em quê Bình Dương ạ. Mình ở nhà Bình Dương với ai? Dạ hiện tại thì đang sống với mẹ và bà ngoại với lại một người dì Úc. Đó, mời nhà gái. Rồi, mình giới thiệu đi cưng. Dạ, lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến ban biên tập, toàn bộ ekip chương trình và hai MC vô cùng dễ thương. Em tên là Nana, sinh năm 1991, hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại Gò Vấp. Vậy hả, em làm gì vậy? Em là giám đốc của một trung tâm nha khoa thẩm mỹ. Vậy đó hả? Làm ở đâu? Dạ, ở Gò Vấp anh ơi. Nana hả? Dạ. Nhưng mà Nana ơi, Nana tên thật là gì vậy? Nana tên thật là Trịnh Thị Hiếu. Na 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 na. Na 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 na, dễ thương quá. Trời hôm nay Linh chiếm diễn đàn quá nhiều nha Linh nha. Em nói một chút xíu về ưu điểm và cái nhược điểm của mình đi. Trước tiên thì về nhược điểm trước ha. Thì nhược điểm của em là hơi nóng tính một chút. Có những cái sự việc mà xảy ra mình khó kìm nén được cảm xúc của mình lúc đó. Thì em biết được khuyết điểm của mình nên em đang cố là hạn chế bớt điều đó rất là nhiều. Còn về ưu điểm thì em là một cô gái có thể là khá là tự tin, hòa đồng, có khả năng giao tiếp tốt với mọi người, với lại biết lắng nghe và chia sẻ với mọi người. Nhà trai điểm mạnh điểm yếu gì nói cho nhà gái nghe đi. Nói về điểm mạnh thì em thì cũng giỏi về những cái vấn đề giống như là bếp núc, nội trợ hoặc là công việc nhà thì vẫn làm rất là ok. Rồi nói về tính tình thì cũng giống bạn nữ bên đó một tí, tức là cũng hơi nóng tính. Nhưng mà khi mà có xung đột á thì em lại biết dừng đúng lúc, tức là mình sẽ chọn sự im lặng. Sau đó rồi mình mới ngồi với nhau để mình giải cái vấn đề đó, chứ không phải là mình cứ hai cái lửa nó gặp nhau thì nó có xung đột là phải im lặng ha, nhẹ nhàng giải quyết sao ha. Nhìn em ha, vừa đẹp nè, đúng không, giỏi nè, lý do gì em lại có mặt ở đây? Mọi người hay nói với em là hồng nhan bạc phận á chị. Cái con đường tình duyên đó em nó hơi lận đận chút xíu. Em mình nói luôn coi nè. Dạ, là em đã từng trải qua một lần đò rồi. Lúc đó mình chưa có chuẩn bị sẵn sàng về những kiến thức hôn nhân gia đình, cho nên khi có những sự việc xảy đến thì mình không đủ khả năng để mà xử lý những việc đó, dẫn đến xung đột giữa hai vợ chồng nó ngày càng lớn đó. Cộng theo đó là bên gia đình chồng là không ủng hộ, tạo nhiều cái rào cản. Nó đã kết thúc cách đây 3 năm rồi. Em có em bé chưa? Em có một bé trai 5 tuổi. Là ở với em? Dạ đúng rồi. Nhưng mà từ lúc chồng em bỏ em thì nhà chồng không có nuôi, không có chu cấp gì hết. Em trầm cảm trong vòng 2 tháng. Em đã từng tự tử luôn. Trời ơi ghê vậy. Em lấy chồng em còn khá là có điều kiện, cuộc sống đang rất là tốt. Sau đó nó rơi xuống vực thẳm, kinh tế đi xuống á. Cho em ra khỏi nhà không một xu dính túi luôn. Con em lại khó nuôi nữa. Cho nên lúc đó em có lỗi với con em rất là nhiều. Bây giờ cuộc sống nó thoải mái lại chứ em? Hiện tại bây giờ rất là tốt anh. Hãy nghĩ đến điều tích cực, đừng có bi quan nữa nha em gái. Chào em. Khi mà em nghe câu chuyện của bạn gái bên rào thì cái cảm xúc của em ngay bây giờ như thế nào? Em cảm nhận là bạn ấy cũng đã trải qua một cái giai đoạn rất là khó khăn. Và em nghe là bạn ấy cũng đã từng tự tử thì em cũng suy nghĩ là bạn ấy, khi mà tiến vào hôn nhân thì bạn ấy rất nghiêm túc và rất coi trọng.
coi trọng hơn cả tính mạng của mình thì rất là ok. Rồi còn em thì sao? Cái đường tình duyên của em? Em thì cũng cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân. Thì em bây giờ cũng có một bé trai là cũng tháng 9 này nữa là 6 tuổi. Cái nguyên nhân chính cũng do là vấn đề tài chính thôi. Lúc đó hai đứa còn trẻ quá thì cũng mới ra trường đi làm, xong rồi về thì có con rồi, lúc đó mình cũng chưa vượt qua được. Gặp vợ chồng cứ mâu thuẫn nhau. Rồi bây giờ em trai muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì nói chung là cũng không có cái gì gọi là đòi hỏi. Em chỉ cần một cái người là đủ tinh tế một tí, đủ cảm thông. Tức là trong cuộc sống thì mình sẽ có rất là nhiều những cái thời điểm mà mình đôi lúc mình muốn làm đúng nhưng mà cũng có thể đôi khi nó lại cho mình sai. Thì cũng phải đủ bao dung để nhận ra vấn đề là ô, người đàn ông của mình không phải như vậy, nhưng mà do một cái số tác động nào đó hoặc là cái trường hợp đó, ý như anh không làm được điều đó không phải là do anh không muốn làm, mà là do là gặp một cái số trắc trở nào đó. Tức là phải đủ tinh tế, đủ bao dung cho người đàn ông mình một tí. Thế còn về ngoại hình thì sao? Ưa nhìn thôi, một thì cao tí, hai thì thấp luôn. Cao tí là nhiêu? Tức là khoảng từ 1m62, 1m63 gì đó. Còn nếu mà thấp thì thấp tí cũng được. Mình cao mét nhiêu vậy? Nếu như mang guốc 1m65, mang guốc 7 phân á. Vậy. Rồi nè, đó nè, trời ơi, xinh vậy. Thì đó. Chào anh. Nhà trai nhìn thôi là thấy đồng ý rồi đó ha. Bây giờ em muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào em gái? Về ngoại hình là không cần phải đẹp trai, tại em không mê trai đẹp. Nhưng mà trước tiên là phải cao. Cao. Với lại phải có tướng chút xíu, cỡ như anh Huyền Linh á. Không thích ốm nha. Thích mập mập chút ha. Mập chút thấy dựa dẫm được. Đàn trai cao mét mấy vậy? Dạ em cao mét 71 thôi. 71. Ngon, ngon lành, ngon lành. Về tính cách người đàn ông thì em muốn là họ trầm tính, ít nói thôi, nhưng mà làm nhiều. Và lại không thích một người quá coi trọng cái ngoại hình của mình á. Kiểu như đàn ông mà suốt ngày cái chạy chuốt là em không thích rồi. Đúng rồi, chạy chuốt nó mất thời gian quá. Có yêu cầu gì về hàm răng không? Răng á, răng em tài trợ được. Được. Bây giờ thì em đi với ai vậy? Em đi với chị dâu và bé trợ lý của em. Con xin chào chú Quỳnh Linh và chào cô Hồng Vân. Chào cưng. Và chào tất cả mọi người ở đây ạ. Con là chị dâu của Trịnh Thị Hiếu. Và con thấy là bạn trai bên đây là cũng được. Hai người đã đến với nhau thì ý là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ thấy xứng ạ. Thấy xứng ha. Dạ dạ. Trợ lý sao trợ lý? Dạ con xin chào cô chú ạ. Con thấy anh bên này cũng đẹp trai, thấy cũng hợp với chị ạ. Cao không? Dạ cao, đúng mập tiêu không? Chuẩn của chị ạ. Cái này anh này cũng không có mập nhưng mà tướng nhìn cũng được ạ. Rồi. Rồi bên nhà trai đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ ạ. Dạ em chào anh Hoàng Linh, chào chị Hồng Vân, chào hết khán giả. Thấy cũng đẹp, gái cũng dễ thương. Hai đứa cũng được. Có làm dâu gì không? Không có đòi hỏi dâu gì hết, mẹ chồng dễ lắm. Mẹ do mẹ hiền quá ha. Dạ. Mẹ chồng tương lai hiền đó. Bây giờ là hai người gặp mặt nha. Dạ. Nào, mở rào. Nào bắt đầu đi, Phú. Thì anh cũng có một món quà nhỏ kỷ niệm để tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Em còn có chút quà em gửi anh. Anh. Cây này có tên là cây lưỡi hổ. Thì nó có về ý nghĩa tâm linh. Thì nó còn có chút xíu hỗ trợ cho mình trong cái việc kinh doanh. Cái tên của nó em rất là thích. Thể hiện sự mạnh mẽ nam tính của người đàn ông. Dạ. Rồi Hiếu mở quà của anh ra coi. Con gấu rất là dễ thương. Rồi em cảm ơn anh. Em tặng một con gấu thì em suy nghĩ là bạn ấy sẽ để một là ở chỗ phòng ngủ, hai là nơi làm việc, thì cứ nhìn thấy thì hy vọng là sẽ nhớ tới em thôi. Em có mạnh mẽ như gấu không? Em mạnh mẽ như cọp. Cái nhìn đầu tiên thì thấy là bạn rất là xinh, có một cái nụ cười rất là đẹp. Dạ. Yeah. Còn em thì gặp anh em hơi bất ngờ chút xíu, tại vì anh không có giống như tưởng tượng của em. Em phải nghĩ anh to hơn chút xíu. Thế là cũng vừa mới ốm đây đó. Chắc là tập thể dục nhiều quá hả? Yeah. Anh gặp em rồi á thì anh cảm giác như thế nào? Qua những cái nãy giờ mình ấy thì thấy là em là một người phụ nữ cũng bản lĩnh và tài giỏi, nói chung là cũng khá là khó tìm. Không biết là hiện tại anh và vợ cũ của anh á thì mối quan hệ của hai người như thế nào nhỉ? Mình cũng hiện đại, mình ly hôn rồi nhưng mà ý là mình còn một cái ràng buộc, tức là con cái.
thì mình vẫn lâu lâu thì mình vẫn chở con qua rước con đi chơi. Tức là em với anh cũng đã từng trải qua một cái lần đổ vỡ rồi. Thì bây giờ ai cũng có con, thì anh suy nghĩ là nếu mà một người đàn ông đủ bao dung và đủ yêu thương cái người con của người vợ mới của mình, thì cũng đó là một cái để cho người vợ mới sẽ là yêu thương con. Muốn yêu thương con của mình được yêu thương thì trước hết mình phải yêu thương con của vợ chứ. Yeah. Phải cho đi thì mình mới nhận lại được. Với lại tương lai em cũng, nếu như em lập gia đình nữa thì em muốn có thêm một bé gái. Em rất thích con gái. Gái dễ thương lắm em. Dạ, giống như anh Quyền Linh đó. Đúng rồi. So với bạn thì thật sự là em chưa thành công được. Em cũng đang trong cái quá trình lập nghiệp thì em cũng có tiêu chí, thì bữa giờ cũng do dịch bệnh thì cũng chưa làm được những kế hoạch của mình. Sau cái dịch này nếu mà ổn định thì cũng mở một cái công ty để ra làm riêng. Em lập nghiệp mà cách đây 3 năm á, thì em cũng đi làm cho các cơ sở khác thôi. Và em cũng mới khai trương được cơ sở riêng em được khoảng gần 2 tháng à. Thì anh có thể hỗ trợ em được mà, nói đi. Em sẵn sàng nhận sự hỗ trợ từ anh. Với lại em tin là một người có đầu óc kinh doanh như anh á thì sẽ giúp đỡ em rất là nhiều. Nhà anh có mấy anh chị em nhỉ? Có một đứa em gái nữa, lấy chồng và ở gần đây luôn. Thực ra em không được may mắn trong cuộc hôn nhân lần trước là không nhận được tình yêu thương của ba mẹ chồng. Em rất ao ước nếu cuộc hôn nhân thứ hai diễn ra, em sẽ được gần gũi ba mẹ chồng giống như ba mẹ của em. Em muốn mỗi lần cãi nhau với chồng em sẽ về mét mẹ chồng, em sẽ làm đồng với mẹ chồng. Em rất là ao ước có một mẹ chồng gọi là hiểu hiện đại chút xíu. Hai mẹ con cùng làm đẹp, cùng đi shopping, cùng đi spa, em rất là thích điều đó. Bây giờ nhìn mẹ chồng đây là thấy đúng như cái điều mà em ước luôn rồi. Dạ. Đó. Em không ngại vấn đề làm dâu, nhưng mà nếu như vợ chồng ở riêng á, thì sẽ có không gian riêng và tình cảm nó sẽ tốt hơn. Mình có thể ở gần, thường xuyên về nhà mẹ, ví dụ như ăn cơm ké đó. Chứ còn nếu ở chung thì em vẫn không thích. Thì đó, hai đứa kiếm cái nhà kế mẹ thôi, bước qua bước lại. Em trai, em phú bước tới, hãy nắm tay bạn Nana. Em hãy nói lên tất cả những suy nghĩ của mình với bạn ấy. Nãy giờ em hồi hộp quá, đổ mồ hôi quá. Kệ nó. Nào bây giờ càng hồi hộp hơn nữa. Hãy nắm tay bạn gái. Rồi cho anh xin phép được nắm tay. Nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Ngày hôm nay thì cũng có cái duyên gặp nhau. Thì nói chung là sau những cái chia sẻ nãy giờ thì thấy là cũng có nhiều cái nó cũng tương đồng. Có nhiều cái cũng rất là hay. Yeah. Em thấy ảnh nói với em mà không dám nhìn vào mắt em. Thì là có dấu hiệu đang rối loạn nhịp tim. Đang rối loạn tiền đình. Rối loạn nhịp tim. Anh không dám nhìn em. Rối loạn tiền đình là mệt lắm á. Anh cầm tay em mà anh rung không mà. Phú mạnh dạn lên nhìn thẳng vào mắt của Nana rồi hát một câu gì đó. Anh thì cũng rất là thích nhạc rap. Em thích rap. Bài rap này cũng hơi buồn nhưng mà nói chung là anh cũng rất là thích bài này. Em, lúc mình buồn thì trời vừa thở hắt. Mưa tháng 7 là cơn mưa dạo dạt lẫn vị tình yêu mà anh đã lỡ mất. Hẳn ai cũng từng nếm trải cảm giác trong lòng mình em ha. Cũng như em từng đau khổ vì họ rồi lại thức trắng bao đêm qua. Nếu như có dịp ngồi lại, anh xin phép được kể cho em nghe. Bình yên của anh thì cũng giống như họ là có em ngồi phía sau xe. Hay quá à. Bài hát rất là ý nghĩa luôn. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi. Và hãy làm theo con tim mách bảo nha các bạn. Tim rung động sao là mình bấm vậy nghe. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Nào hãy tiến tới và nắm tay cô gái ấy. Nắm tay đi Phú. Để xin phép nắm tay. Bắt đầu từ bây giờ các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Còn Hiếu nói gì với mẹ của Phú đi. Dạ con chào cô, chào hai anh. Thì lần đầu tiên con gặp cô, cái điều cảm nhận đầu tiên về cô là cô rất là hiền, rất là phúc hậu. Và nhìn cô cũng hơi xì tinh. Thì đó là con rất là thích một mẫu người mẹ chồng như vậy. Nếu như con và anh Phú có cơ duyên đến với nhau, con hy vọng là anh Phú sẽ bù đắp lại những điều tổn thương con trong quá khứ. Và con sẽ được có được một người mẹ chồng, một người chồng đúng như con mong ước. Hay quá. Hôn này hôn đầu tiên. Bắt đầu đi Phú. Sao những lúc như thế này em hồi hộp. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép.
Chương trình tặng bạn kem chống nắng, chống lão hóa, bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, đến từ dược mỹ phẩm Relastil của Ý, thương hiệu về tính đàn hồi cho da đã có tuổi đời hơn 50 năm, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê Cosmetics. Sản phẩm thuộc bộ sưu tập kem chống nắng được ưu chuộng nhất năm 2021 của Relastil. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Một lần nữa cảm ơn các bạn và chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, em cảm ơn anh chị. Cảm ơn hai đứa nha. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cặp đôi đầu tiên. Họ đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau thưa quý vị. Tôi với ông hôm nay là phong thủy tốt nè. Bây giờ coi cái cặp thứ hai coi làm sao nha. Bây giờ ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Nắng lên cao, lúa lên màu, xứng danh hạt ngọc trời quê ta. Hát vang lên với ba không, hạt ngọc trời gạo chuẩn. Hạt ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Anh đừng có gia trưởng thì em rất là sợ, sợ phải nói là em ám ảnh. Em thì cũng có một đời vợ ly hôn cũng năm 2010. Ưu khuyết điểm của em là cũng hơi nóng tính. Em nóng nhất là em không có đánh ai, em làm gì em chỉ thấy cái chân gì em đá chân em vô cái đồ đó, đầu chân em vậy. Ví dụ như đập đồ á, đập đồ thì em cũng thấy không có hay. Anh giận á thì anh nên đi đâu đó đi. Anh đá vô cái cây cái gì, cái gốc cây cái gì nó cho nó đau chân thôi. Thôi nếu mà đau chân anh thì cũng đau lòng em, đừng làm vậy. Mời nhà trai. Xin chào. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì anh có thể giới thiệu về lý lịch trích ngang của mình cho nhà gái nghe đi. Dạ, em tên là Phạm Vinh Tuấn, sinh ra và lớn lên tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Mình năm nay 43 tuổi. Tuấn hiện nay làm ở Khánh Hòa luôn hả? Dạ, làm em làm việc ở nhà gì? Dạ, em sửa xe máy, làm tại nhà. À, tại nhà rồi mở cửa hàng sửa xe máy luôn. Dạ. Đây là một cái công việc, cái nghề mà có thể nuôi sống chúng ta hoài hoài luôn á. Bởi xe máy, lượng xe máy rất là nhiều ở Việt Nam ha. Rồi, còn cưng, em nói đi nào. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Em xin chào anh Quyền Linh và anh bạn trai bên kia. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Thu Sương. Em 42 tuổi. Hiện tại công việc của em là em bán đồ ăn sáng, bún thịt nướng, nem nướng với lại cơm sườn. Và em bán nhiều món ăn lắm. Nếu như khách alo trước thì em sẽ ship tận nơi. Em bán ở đâu nè? Dạ, em bán ở... kế bên Ủy ban Nhân dân phường Linh Xuân. Dạ, ở Thủ Đức. Thủ Đức phải không? Dạ, Linh Xuân, Thủ Đức. Dạ. Gần nhà chị để chị order nha. Mình nói một chút về ưu khuyết điểm đi nghe. Dạ. Ưu khuyết điểm đi. Dạ, em thấy thì em rất là thích nấu ăn. Em thường xuyên lên YouTube đó, em xem món này món kia rồi em làm. Có khi á, em làm cái món bánh này mà cuối cùng thành bánh kia. Nhưng mà em vẫn thích làm. Em làm chừng nào được thì thôi. Khuyết điểm của em thì em nghĩ là em hơi nóng tính, em nghe cái gì đó người ta nói không đúng mình hoặc là cái gì đó mình thấy không hài lòng thì em hay nói lại liền. Em thấy là em cũng đang khắc phục, em kiềm chế lại. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Ưu khuyết điểm của mình nói cho nhà gái nghe. Ưu khuyết điểm của em là cũng hơi nóng tính luôn. Dạ, nóng được. Nhất á là dạ, em... Tuấn làm gì? Dạ em nóng nhất là em không có đánh ai, em làm gì em chỉ thấy cái chân gì em đá chân em vô cái đồ đó, đầu chân em vậy. Để cho nó hết nóng nữa hả? Dạ. Gặp cái gì nóng rồi đá vô cho nó hết. Hay cũng hay đó chứ. Dạ. Tức là mình sẽ tự mình làm đau để mình tỉnh lên lại. Dạ. Mình không nóng nữa. Dạ. Cái đây cũng là một phương pháp. Hay hút thuốc. Hút này thuốc hút nửa gối. Hơi bị giận lẫy. Bị gì? Giận lẫy hơi nhiều. Giận lẫy hả? Dạ. Ưu điểm là biết nấu ăn, làm công việc nhà, ví dụ như điện nước, đồ gia dụng làm được hết, thể dục thể thao cũng có. Bây giờ cái đường tình duyên của mình sao nè? Thường thì người ta nói là mối tình đầu là mối tình dang dở, nhưng mà thường thì đến 18, 19 tuổi. Còn với em thì 39 tuổi. Dạ. Mới là mối tình đầu. Dạ, mới là mối tình đầu. Rồi em cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng gần một năm rồi chia tay.
em quen một bạn mới cũng tìm hiểu cũng một năm rồi cũng chia tay luôn. Đến nay là 3 năm. Cũng yêu 2 năm rồi xong rồi làm biến yêu quá nghỉ luôn. Hay là em thất vọng hay là em cảm thấy không em muốn yêu có, nữa? Cũng có chút không còn tự tin. Tại vì em thấy em quen sai cái người đó, cũng như gọi là lăng nhăng đó chị. Là em thì cái tính em nghiêm túc. Ví dụ như quen là phải quen rõ ràng, không hợp thì chia tay. Chứ em không thích là không thích quen lăng một nhăng. Lần hai ba người không thích bắt cá hai tay. Rồi lý do chia tay là như vậy. Ok, tình duyên của Tuấn thế nào? Dạ em thì cũng có một đời vợ ly hôn cũng năm 2010. Là 11 năm rồi. Dạ. Có mấy người con rồi Tuấn? Dạ một cháu. Con sinh năm 2004. Dạ, trai hay gái? Dạ một cháu gái ở với mẹ. Còn Tuấn ở Khánh Hòa là ở với ai? Dạ em ở riêng mình. Ở nhà riêng hay là? Dạ ở nhà riêng. Nhà riêng luôn. Rồi bao lâu mới gặp con một lần? Con thì lớn lâu lâu thì nó về thăm ba. Khoảng thí dụ như chủ nhật hoặc thứ bảy thì cháu con có về. Nghỉ học thì cháu chạy xe về. Nên là Tuấn ở một mình mười mấy năm nay rồi. Dạ. Bây giờ nhà gái, bạn muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình thế nào? Trời dạ nhỉ? Em chào anh. Anh đừng có gia trưởng. Thì em rất là sợ. Sợ phải nói là em ám ảnh. Rất ám sợ ảnh. Dạ. Anh không có gia trưởng đâu em. Mà anh cái tính anh nóng cũng dễ lắm em. Mỗi lần anh nóng là em cứ đưa con gối bông mà anh đé là chồng hết rồi. Em đừng có đưa cái ghế hay cái tivi ra được. Dạ. Tội nghiệp con gối bông quá. Dạ nhưng mà anh bắt buộc phải làm hành động đó. Không, cái đó thật sự nóng quá đó. Người ta có thể làm cái gì đó với một cái gì đó, cái cây cái gì đó, thì cái điều này nó cũng sẽ xóa đi bớt cái nóng. Nhưng mà em nghĩ là ví dụ như đập đồ á, đập đồ thì em cũng thấy không có hay. Này anh đâu có đập đâu. Anh đá lỡ anh đá vô cái truyền hình hay là cái có làm cái gì không? Đó công dạ, sức không, mình làm ra mà mình phá vỡ thì nó không hay chị. Anh đá vô cái cây cái gì, cái gốc cây cái gì nó cho nó đau chân thôi. Thôi nếu mà đau chân anh thì cũng đau lòng em, đừng làm vậy. Em nghĩ là anh giận á thì anh nên đi đâu đó đi. Đi đâu đó đi. Chứ tại vì hai em nghĩ là em cũng nóng tính. Mà anh cũng nóng tính. Phải hai cái đó mà đụng nhau chắc chết. Cho nên là em người bàn với nhau. Dạ. Được một nửa như anh Quyền Linh là hạnh phúc với em rất là nhiều. Dạ, em biết ông có cái gì mà em đợi nữa. Anh Quyền Linh làm ông nóng tính là ông cũng hay giọng một cái gì đó đó. Cái rào này nè, làm lại 2-3 lần rồi đó. Mỗi lần ông bực chị đó là ông đá mà rớt hết mấy cái nhụy ở đây luôn. Dạ thôi, nếu mà không kiềm chế được cái bực tức đó thì cố gắng châm chế đi. Tại vì không đánh mình là được. Dạ đừng đụng tới mình là được. Tại vì em rất sợ đòn. Chị coi thử cái đối tượng nam bên đây là coi có cái trai người ta hiền lắm mà nha. Dạ. Em trai coi vậy chứ hiền thôi ạ. Trời ơi, cái này là em chắc em không bao giờ mà gọi là gì đó làm đau đối tượng trước mắt đâu ha. Dạ. Có đau bản thân thì có đúng không? Dạ. Hiền khô à. Em muốn cái người bạn gái của mình á có một cái ngoại hình như thế nào không? Dễ nhìn và gọn, dễ nhìn thôi chứ cũng không có đòi hỏi gì mà cao thấp hay gì hết. Nãy giờ nghe tâm sự cái ưu cái khuyết của bạn này thì thấy là có phù hợp với mình không? Dạ em thấy cũng phù hợp đó. Cũng phù hợp. Dạ. Anh nói thật nha, anh nói thật lòng nha. Thật mà. Dạ. Em về với anh em ở em sẽ biết mà. Dạ. Nhưng mà anh cũng phải rộng rãi tí nha. Tại vì okay, em rất em sợ người đàn ông keo kiệt các chị tính toán á. Không kibo luôn chị. Không kibo luôn. Dạ. Không anh kibo. Có chửi thề không? Có chửi thề không em? Có lâu lâu không có một cái hai cái dạ, chửi hoài dạ. Chứ gì dạ. Thấy ví dụ như vậy. Lâu lâu mà có chửi miếng chứ đừng có mở nói rằng câu cái chữ không cái chửi thề anh là chửi vui em chứ không phải là chửi thấy chửi vui á. Anh hai đứa đang vui cái chửi đúng thề. Rồi dạ chửi vui vậy á chứ không phải là chửi. Sáng nay Hồng Dân nói xấu tôi hoài nha. Thì đó thì bị đơm đặt nó tức vậy đó Linh, người ta không có cái đơm người ta hoài cho nên là tôi cho ông biết cái cảm giác đó đó, hiểu không? Rồi em đi với ai? Dạ em đi với anh trai và bạn thân. À trời ơi đây biết ngay là anh trai giống quá. Ừ. Chào MC Viện Linh và chào chị Hồng Vân. Em là anh trai của bạn Tuấn. Mình nhìn qua đây thấy bạn nữ cũng rất là dễ thương. Bạn cũng chưa có gia đình. Rất mong là hai bạn cho nhau cơ hội để mà tiến tới. Chứ giờ tuổi này thấy cũng lớn lắm rồi. Lớn rồi đúng không? Dạ. Cho nhau cơ hội ha. Có cuộc sống và gia đình nó sẽ ổn định hơn. Rồi cảm ơn em. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ của em. À
À dạ chào mẹ. Mời mẹ. À, tôi xin chào Quyền Linh với lại cô Hồng Vân. Dạ. Theo sự suy nghĩ thành thật của tôi thì tôi cũng để là tùy ý con nó lựa chọn. Tại vì nó cũng hơi đến tuổi rồi. Tùy cơ duyên của trời định. Con thương ai là mẹ ủng hộ ha. Dạ. Đúng gái không? Mà. Dạ. Thương đâu ra đó. Rồi, cảm ơn mẹ. Dạ. Rồi. Bây giờ cho hai trẻ gặp nhau đi. Mở rào. Bắt đầu đi Tuấn. Dạ em chào anh. Anh chào em. Anh đừng xe thì để tặng em bó hoa. Anh căng thẳng quá, hình năm bắt tay đi để. Anh căng thẳng, anh luôn á. Dạ bó hoa đẹp quá à. Bó hoa này thật sự là rất là đẹp, em rất là thích. Mà một người thích hơn nữa là mẹ của em. Dạ. Tặng mẹ đi. Dạ anh có thể đến tặng mẹ em. Đúng rồi, dạ. Hay quá mẹ. Mẹ của Sương là 80 tuổi rồi đó. Dạ. Cháu xin thay mặt dạ. Cháu tặng bác nó. Dạ. Chúc bác sức khỏe quá. Tốt mà. Dạ. Dạ. Đây là món quà của em tặng cho anh. Anh cảm ơn. Hôm nay á là em nghĩ là chắc là duyên của anh. Tại vì á em đi siêu thị á nguyên ngày á em chọn quá trời mà em không biết mua cái gì, em mua ngay cái cặp áo gói cũng màu xanh luôn. Hôm nay mặc áo xanh, em mặc áo xanh mà cái cặp áo gói này cũng màu xanh. Cái này là tối hôm qua em làm. Em có tặng cho tất cả mọi người, em tặng cho anh để anh dùng thử coi nó. Đây để em lấy cho. Em mời. Rồi. Anh cảm nhận thế nào? Chắc không ngon cũng phải khen ngon. Em nhìn anh em thấy anh cũng trầm tính á. Đúng rồi. Thì anh cũng hiền á má. Con thấy anh cũng hiền á. Thật sự là con thấy anh cũng hiền. Bây giờ Tuấn đứng lên nắm tay cô gái, đứng lên hai người nhìn nhau hát đi. Em sẽ hát bài Người Tình Đang Đến. Trời ảnh run hơn con á. Ảnh run hơn con nhiều luôn. Tôi quen biết anh xưa một chương trình truyền hình. Hôm nay giữa bao người ngại ngùng chi nói đi anh. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Và ta đã quên nhau và cho nhau những thật lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ lạ thường. Chị Vân và anh Linh kết duyên mình đến với nhau. Dưới là người nhà, xung quanh là khán giả. Tất cả mọi người đều nhìn về đôi ta. Trở lại ghế nóng chúng mình không cần hỏi nhiều. Con tim sẽ mách bảo chuyện tình ta sẽ ra sao. Vậy ta hãy cùng đặt vào ngay nút bấm. Chờ nghe tiếng hai ba cùng cho nhau cái bật đèn. Dạ. Hay quá. Về ghế ngồi đi các bạn. Mình nói với chuyện với nhau một phút nữa nào. Thế cặp này có vẻ là hợp dữ lắm rồi nha. Bây giờ đặt trường hợp các bạn sẽ tiến xa hơn thì các bạn sẽ như thế nào? Về Khánh Hòa hay là chúng ta về thành phố Hồ Chí Minh? Đưa ra thử một cái giả thuyết thôi xem. Ví dụ như anh với em đến với nhau thì em có thích về quê Khánh Hòa của anh không? Hay là em thích lập nghiệp trong này? Có chồng thì theo chồng cũng được à. Nhưng mà quan trọng là chồng đối xử mình như thế nào. Nhà em rất là đông anh em, anh có ngại không? Anh có ngại không? Không, anh đến với em và anh rất tôn trọng gia đình của em. Có điều kiện thì có thể em về quê và em với anh ở riêng. Hoặc là dạ. Có thể nếu mà trong này, chỗ nào kinh tế làm ăn được thì có thể ở trong này làm cũng được dạ. Chúng ta có thể ra riêng. Bây giờ vấn đề là chúng ta sẽ quyết định xem có bấm nút để hẹn hò với nhau hay không. Hãy để tay vào nút bấm. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. 1 nè, 2 nè, 3. Trời ơi, bấm cạch cạch hai cái liên tiếp luôn. Rồi, mời hai đứa đứng lên nè. Chúc mừng cũng nha. Nào. Bây giờ nắm đi Tuấn, nắm tay đi. Nắm đi. Rồi xin phép mẹ vợ tương lai. Xin phép bác là cho cháu gửi lời thứ nhất là tới đây cũng là gặp cái duyên của em Sương.
và cho cháu đến với em Sương là tìm hiểu với nhau và đến với nhau lâu dài. Đó, xúc động lắm rồi đó. Hứa gì mà, lâu gì? Dài nhưng mà bao lâu? Hứa với bác gì đi, hứa gì đi. À, nếu mà con hứa với bác là con sẽ có thể con với Sương yêu nhau tới miết luôn. Tới miết luôn. Miết luôn dạ. À. Tới miết. Thích người đối diện không? Dạ thích. Thấy hợp không? Dạ hợp. Phung cái đi. Ừ, đúng rồi. Ừ. Được quyền má. Dạ. Đúng má nè, được quyền. Vậy là hít thôi, cái đó là hít chứ đâu có hùng. Không, ịn luôn thôi, ịn thôi là chuyên môn. Ịn thôi hả? Ừ. Không lại ra, không có ịn. Không có ịn được, không đàng hoàng. Em thiệt tình có sao nó vậy mà bị anh Linh cài kẹo. Mới có ịn thôi à, nào không thiệt đàng hoàng. Không chưa? Dạ, dạ rồi. Rồi. Dạ, thật sự em thì em không có tình trường về cái chuyện tình cảm. Cho nên nếu như mà sau này chuyện tìm hiểu của em và anh có đến hôn nhân á, thì cái sai lầm gì của em giao á, thì xin anh cũng bỏ qua và chỉ dẫn thêm. Trời ơi, hay quá. Quá hay không? Dạ. Con cái. À đúng rồi, chuyện con cái. Chuyện con cái thì em sinh được thì càng tốt, mà em không sinh được là cái thiệt thòi. Em có sợ đó không? Anh đang định hỏi đó. Em cũng không có sợ là không có, hoặc là có, hoặc là bắt buộc phải có. Nhưng mà em nghĩ cái chuyện con thì do trời cho. Dạ. Dạ. Cứ nhưng mà vậy nè, theo chị nha, em vẫn phải đặt mục tiêu là em phải có con. Chị là bé út của chị sanh năm 42 tuổi. Dạ. Cho em yên tâm là dạ, không có vấn đề gì cả nha. Em sanh liền. Gặp đi nha. Hai tìm hiểu nhau được vấn đề, mời ba mẹ vào để gặp bác. Hai gia đình tiến hành luôn. Đúng nha. Rồi. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chương trình tặng bạn kem chống nắng, chống lão hóa, bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB, ánh sáng xanh. Đến từ dược mỹ phẩm Relastil của Ý, thương hiệu về tính đàn hồi cho da đã có tuổi đời hơn 50 năm, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê Cosmetics. Sản phẩm thuộc bộ sưu tập kem chống nắng được ưu chuộng nhất năm 2021 của Relastil. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. À, chúc các bạn thật nhiều may mắn và hy vọng rằng tôi sẽ nhận được thông tin của các bạn càng sớm càng tốt về cái tin vui mà các bạn có thể về hỏi cơm chung nha. Yeah. Ok. Chúc mọi người hạnh phúc nha. Như vậy là chúng ta đã có hai cặp đôi đồng ý hẹn hò với nhau, mong rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Xin cảm ơn Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Mà các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình NetLove. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn cơ hội để các bạn có thể kết nối với cặp đôi hẹn hò trực tiếp tại đây. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản, được phát sóng vào lúc 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tim rung động sao là mình bấm dậy nghe. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Nào hãy tiến tới và nắm tay cô gái ấy. Nắm tay đi Phú. Để xin phép nắm tay. Bắt đầu từ bây giờ. Cảm thấy khá là vui và cảm ơn chương trình rất là nhiều, tại vì đã tạo ra một sân chơi vô cùng bổ ích cho các cặp đôi, và cảm thấy mình may mắn khi gặp được một anh cũng khá là đúng với tiêu chí mình đặt ra. Về ngoại hình là không cần phải đẹp trai, tại em không mê trai đẹp, nhưng mà trước tiên là phải cao. Cao. Với lại phải có tướng chút xíu cỡ như anh Quyền Linh á. Về tính cách người đàn ông thì em muốn là họ trầm tính, ít nói thôi nhưng mà làm nhiều.
Tôi lại không thích một người quá coi trọng cái ngoại hình của mình đó. Kiểu như đàn ông mà suốt ngày cứ chạy chuốt là em không thích rồi. Đúng rồi, chạy chuốt. Trong mối quan hệ tình yêu thì thích đàn ông chủ động hơn là mình. Nói chung là tới bây giờ vẫn còn hồi hộp. Tại vì thường thì rất là rụt rè đó khi mà tiếp xúc với bạn nữ. Nói chung ngày hôm nay đến đây đúng là thật sự là mình không uổng phí một chuyến đi. Đã cho mình gặp được một cái bạn nữ nói chung là rất là ok. Ngày hôm nay thì cũng có cái duyên gặp nhau. Thì nói chung là sau những cái chia sẻ nãy giờ thì thấy là cũng có nhiều cái nó cũng tương đồng. Có nhiều cái cũng rất là hay. Yeah. Em thấy ảnh nói với em mà không dám nhìn vào mắt em. Mình sẽ tạo ra những cái cuộc hẹn để có thể là tìm hiểu nhau nhiều hơn. Tại vì đôi lúc có thể là ở thời điểm hiện tại mình thấy là rất ok, nhưng mà đôi lúc tìm hiểu thêm thì mình không biết như thế nào, nhưng mà cũng sẽ cố gắng hết sức để tìm hiểu xem mình có hợp và có thể đi xa được hay không. Hôm nay sau trao đổi thì mình cũng sẽ có một cái cuộc hẹn nào đó với chị để mình có thể có một khoảng không gian để mình nói chuyện và mình tìm hiểu nhau. Một nè, hai nè, ba. Trời ơi, bấm cạch cạch hai cái liên tiếp luôn. Rồi, mời hai đứa đứng lên nè. Chúc mừng cũng nha. Em thấy anh như thế nào? Anh hiền, nhưng mà cũng em cũng còn ngại ngại là anh có rộng rãi chút không? Thôi rộng rãi là chắc chắc là anh rộng có rộng lượng rồi. Giống như cao thượng một đúng chút rồi, rộng dạ. Rộng lượng là chắc chắc anh có, và đời anh sống là rất là thốn. Anh có vô Sài Gòn thường không? Anh vô anh chơi thôi, chứ còn công việc thì anh cũng về đó chứ. Lâu lâu buồn thì vô chơi có anh ông này. Trước khi vô tham gia chương trình thì anh thấy anh rất là hồ hộp để tìm cho mình một người bạn đời. Nhưng mà chừng sau khi bữa rèo ra anh thấy rất là tuyệt vời. Anh mê luôn. Nhưng mà đến nỗi quá mê anh mà không hát. Đến nỗi anh không dám hát luôn. Bây giờ kêu anh hát, năn nỉ anh hát, anh cũng không dám. Sẽ hát bài Người Tình Đang Đến. Trời, ảnh rung hơn con á. Ảnh rung hơn con nhiều luôn. Tôi quen biết anh giữa một chương trình truyền hình. Hôm nay giữa bao người ngại ngùng chi nói đi anh. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Và ta đã quên nhau và cho nhau những thật lòng. Lúc đầu thì chị cũng hơi băn khoăn về cái đường đi á. Chị thấy hơi xa, cho nên người ta nói là tình cảm thì cũng phải gần nhau để tìm hiểu rồi mới có tình cảm. Thật sự chị cũng ngại đi xa một mình. Bình thường thôi, tại vì cái đường mà từ đây ra anh nó cũng dễ, mà từ anh vô em nó cũng rất dễ. Tuy nó xe đó nhưng mà rất là dễ đi. Có thể tầng anh có thể đi một lần vẫn bình thường, hoặc là tuần anh đi vô một lần, hai tuần anh vô một lần cũng được, một tuần cũng được. Cái suy nghĩ của em á, bây giờ em có em công việc của em nào, giờ em có điều kiện, em có nói thẳng là tài khoản hay như thế nào, em một khi em có gia đình rồi là em dành hết cho ba mẹ. Tại vì là từ lúc em bước theo chồng là em không còn ở bên cạnh ba mẹ em nữa. Chỉ trừ khi ba mẹ bệnh hay như thế nào thì em sẽ về thăm, hoặc nói chung là em đi theo chồng là em sống vì bên chồng, thì chồng phải lo cho em có qua có lại, chứ không phải là ngồi chỗ chờ người kia rót nước, không có. Thì cái đó là cái chuyện đó là chuyện của em, anh cũng khả năng anh dư lo cuộc sống của riêng anh và em. Dạ. Chứ anh nhiều lúc đâu phải là cần một cái này kia mà để đến nhau được một cái gì đó đâu. Tại vì em thấy có nhiều người cứ lúc mà không còn thương nhau nữa thì bắt đầu lôi ra vậy đó, nói này nói nọ rồi đủ thứ, thì em phải nói trước.
với cái sự mà lo lắng của cha mẹ thì cũng muốn cho con nó được lập gia đình. Sương năm nay nó cũng 42 rồi. Tôi thấy là cũng được, nhưng mà không biết là tương lai trời định hai đứa như thế nào. Chứ nói chứ bây giờ cha mẹ cũng khó định, một con lớn nó tự định đoạt là nó ưng đâu tôi gả đó. Theo sự suy nghĩ thành thật của tôi thì tôi cũng để là tùy ý con nó lựa chọn. Tại vì nó cũng hơi đến tuổi rồi. Tùy cơ duyên của trời định. Con thương ai là mẹ ủng hộ ha. Dạ, gái mà. Thương đâu gả đó. Đó để cho được an tâm, tại vì tôi càng ngày càng lớn tuổi rồi. Gia đình anh chị nó đốc vô cái chương trình này nè, với bạn bè nó cũng đốc xa. Năm nay mà nó dự chương trình nó thiệt, tôi thật sự là vui mừng lắm, nói thiệt. Nói về mối tình thì cháu cũng trải qua được 4 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên là mối tình thời học sinh, thì ai cũng có một mối tình đẹp mà cũng trải dài được 4 năm. Mối tình thứ hai, mối tình thứ ba, thì với mối tình thứ tư đều có một đặc điểm chung, đó là khi mà cháu ra trường, cháu đang tạm thời ở nhà thì các mối tình này đều được một cái đặc điểm, đó là đều được phụ huynh gán ghép cho đẩy thuyền cho đấy ạ. Khác thường với lại bạn nam bên đó ạ. Thì con chưa có mối tình nào hết, chính thức hết, không chính thức thì cũng có một ạ. Lúc đấy là con với anh ấy là cũng đang tìm hiểu thôi ạ. Mỗi lần gặp nhau ấy ạ, thì cũng không phải là gọi là hẹn hò, nhưng mà mỗi lần gặp nhau thì anh ấy cũng ít chủ động, với lại hay đến trễ, và cách đây cũng 6 năm. Có một cái lời nguyền đó là các bạn nữ khi mà quen cháu thì các bạn đều lập gia đình hết. Nên là ai quen cháu là đều lập gia đình hết. Nên là hôm nay cháu muốn đến chương trình ngày hôm nay là muốn phá vỡ cái lời nguyền đó là bạn lập gia đình cháu với bạn là sẽ lập gia đình với cháu. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy trên HTV7 là truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.